Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Sáng nay thì Bùi Hải đang có mặt ở mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, để trước khi vào mộ Bùi Hải sẽ quay phong cảnh gần mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho cô chú anh chị xem, và mạnh cô chú anh chị và mạnh thường quân xem mà. Đó, trước khi vào mộ thì buổi sáng mộ cậu rất là yên tĩnh ha cô chú anh chị, chỉ nghe tiếng ve kêu chứ ngoài la là không có chuyện gì hết. Bữa nay buổi sáng sao mây quá trời mây luôn. Đó, rồi có anh Ngọc, có hai anh em hả? Anh Gấu trong đây đúng không? Đúng không? Đâu? Gấu ở trong đây, trên đây nào mà nó lôi ăn được hay thì chứ, mệt mà bị dưới cái hàng rào nữa. Má đợi gì chứ? Thì má lôi ra nó ăn luôn hả? Lôi ăn luôn. Bỏ tay thiệt. Cô chú anh chị, con bỏ trong đây nè, mị trong đây nè. Đó, con gấu trong kẹt luôn đó cô chú. Ủng một cái bông bông đẹp, bông cô đem lên đẹp này. À, giờ mình sắp xếp gửi cây ngay ngắn hết lại đã hết đây. Rồi mình ủng một cái bông. Sáng nào cũng có hai anh em mà. Ghe cả. Ghe đó hả? À. Ghe nó kêu quá. Ghe đủ gì vậy? Cái gì vậy nhỏ? Ấy cả. Nó còn ghe đủ gì ta? Ghe bự có tay trái vậy ta. Nó mày bởi vậy nó bận nó kêu mới lớn. Rồi. Rồi cái này là mình lại có lọc rồi đó. À, nữa bởi trắng nó lọc thì tim nữa hả? Nó cũng từ chứ đi giấu con kẹt đó luôn đó mà nó môi được thay đó mang vô thì thành tinh hết cái gì nó đánh mồi, nhưng mà có cái hàng rào nữa kìa, cái hàng rào hàng gì nó chui qua hết á, tại nó đánh mồi nó nghe mùi gà thơm là nó vô à. Thank you.
không coi clip của cái con Ngọc Quyền á quay đó, ha mà đứng giống cầu dữ trời, đứng giống anh nằm quá. Khăn tròn đó cô chú anh chị, khăn tròn của cậu luôn. Khăn tròn cậu hả? Khăn tròn cậu. Phải không đó mà ơi. Hết khăn giấy rồi Hải ơi. Hết hả? Hết rồi. Hết thì mua. Ở đây bán 10.000 một cục mà nó nhỏ xíu à, cái miếng khăn nó nhỏ xíu à, mà đặt cái trên mạng á, khăn mới bự như vậy mà cũng 10.000 à. Bữa nay qua Duyên bỏ hai cái trò đèn nó lên đẹp ra. Yeah. Qua Duyên đó. Ừ. Bỏ hai cái chùm đèn nó lên đẹp chứ bộ. Bữa nay trời nó không nắng nữa. Sao kỳ vậy? Ông coi dự báo thời tiết rồi hả? Không phải dự báo thời tiết rồi nhưng mà trời gì là bảo đảm. Coi bữa nay trời nắng. Vậy là bữa nay trời mưa hả? Bữa nay không giờ nắng cô chú chị. Vậy là hôm nay trời mưa hả vậy? Mưa rồi, mưa nắng thì nó không nắng. Mưa vậy mà nó mát. Ủa vậy không có gió không để Ngọc, Ngọc không ngủ không được luôn cô chú ơi. Hôm Ngọc ngủ mình 3-4 lần luôn. Quá nó không được. Bắt quạt lên ngủ. Và hãy chào cô chú anh chị buổi sáng nha. Chúc cô chú anh chị buổi sáng trong nước về nước được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Mới giật mình dậy tôi vô tôi đi rửa mặt không ạ. Đựng ba cục mà. Tự vô rửa mặt mới không có mới nghe thấy đó. Dạ. Yeah. Vô rửa mặt mà tôi nghe điện thoại reo. Cái 5 giờ 5 rưỡi cái giật mình rồi chứ. Quên chắc rồi.
quên cũng 5:15 thức chứ không có quá, mà bữa nào mà đuối lắm. Bữa đó đuối, bữa đó bà đuối nha, là ngủ 6 giờ luôn cô chú chị. Tới giờ có chị vô. Nó kêu xong rồi nó ngã là nó tiêu rồi ha. À, nó kêu xong rồi nó cái nó ngã ra nó nằm mà. À con màu trắng nữa nè, thấy không? Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Và cô chú có thương hai anh em rồi, cho hai anh em xin một lượt like, một lượt đăng ký để hai anh em có động lực làm những video hay nhất tại mọi người xỉu thú vũ linh gửi tới cho ông bà cô chú anh chị xem mà. Dạ, sáng nào cũng có là Bùi Hải Vlog với Ngọc Giữ Mộ của cô chú anh chị ơi. Dạ, một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Dạ.